Ừ. Muốn làm cái gì đây? Hả? Cái gì đây? Con này đang cầm cái gì đây? Cái gì đây hả Trâm? Trâm có cái gì đây? Đá bìm. Bìm á? Bìm sao lại cầm nhiều thế? Đá. À. Bìm sao lại cầm nhiều thế? Ra bố xem nào. Ra đây bố xem nào. Đi nào. Qua đây bố nhìn xem nào. Ôi trời ơi. Ôi con nhà giàu à. Con lại treo vào cổ thế này. Cái đấy để làm gì? Để cho đít chứ. Sao để cho vào cổ thế này? Đấy, cho đít chưa? Đâu xem nào. Đâu đít đã cho có đâu. Chưa có. Ê, chưa có. Sao để cho vào tay thế? Ôi giời. Hay hầm thế. Hầm thế. Nào sao lại ném vào em đi con. Thôi cất gọn vào đi con. Bỉm của em đấy. Dũng cởi ra đi, đi đi. Dũng hâm rồi. Dũng hâm rồi. Dũng hâm rồi. Hai anh em cái này dở rồi. Còn nào rách 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 bình của em đi con. Rách bình của em gửi ra cho em đi con, gửi ra cho em đi. Không hiểu em chứ.